Quang Lê mong rằng quý vị đến và để ủng hộ cho chùa. Ngoài một chương trình ca nhạc, chúng ta còn một cái tâm, đó là chúng ta giúp cho ni sư trong những ngày sắp tới, mùa đông lạnh lẽo, có một nơi tu tập thật tốt hơn, và một nơi cho quý Phật tử, quý đồng hương đến để cùng tu tập thật trong cái hoàn cảnh thật tốt. Quang Lê ơi, Dạ. em có thể nào em chia sẻ với lại khán giả về một chút về chương trình văn nghệ không? Thì kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc thì Quang Lê thấy rất là phong phú, có chương trình văn nghệ gây quỹ rất là sống động. Người đầu tiên đó là một cái người mà rất rất nổi tiếng trong làng cổ nhạc, đó là anh Chí Tâm, nghệ sĩ Chí Tâm. Quý vị biết là Chí Tâm rất là giỏi cầm kỳ thi họa, đàn hay, hát hay, mà Quang Lê rất là mê tiếng đàn bầu của anh Chí Tâm. Và ngoài Chí Tâm ra thì Quang Lê còn biết nữa, có hai thần đồng rất dễ thương, hát rất hay, rất giỏi mà Quang Lê đã được gặp rồi. Quang Lê ngày hôm nay ở trong ngôi chùa này, Quang Lê đã gặp hai em rồi. Đó là bé Bảo Ngọc và bé Quốc Nam. Kính thưa quý vị, Quang Lê vừa nghe Quốc Nam cũng như bé Bảo Ngọc ca, thì Quang Lê là một người ca sĩ đi hát 8 năm rồi. Quang Lê thấy hai bé giống như Quang Lê hồi nhỏ vậy đó. Coi như Quang Lê nghe em ca mà Quang Lê nổi da gà luôn đó. Thì quý vị muốn biết hai em hát như thế nào thì Quang Lê mời quý vị đến vào ngày 11 tháng 4 tại nhà hàng Siêu Phước Kingdom để thưởng thức tài nghệ của hai cháu bé, và Quang Lê tin rằng hai em sẽ là một ngôi sao sáng trong tương lai. Và bây giờ Quang Lê thấy đã sáng lắm rồi. Thì quý vị đến đây, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì hồi trước giờ quý vị xem Quang Lê hát thì Quang Lê hát với những người lớn hơn Quang Lê không à. Lâu lâu mới được người bằng tuổi mình, nhưng mà lần này Quang Lê sẽ ca với hai em bé nhỏ tuổi hơn mình nhiều lắm nhiều lắm. Đó là bé Quốc Nam và bé Bảo Ngọc. Và hai bé cùng Quang Lê sẽ tam ca một ca khúc mà quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Mà Quang Lê xin bật mí là bài hát này quý vị cũng đã được xem trên Thúy Nga rồi, nhưng mà kỳ này Quang Lê ca với hai bé rất là đặc biệt. Và Quang Lê thấy bé Quốc Nam, bé Bảo Ngọc nhỏ sinh ra tại Mỹ nhưng mà nói tiếng Việt rất là lưu loát, đó là một cái điều mà Quang Lê rất là hãnh diện. Và Quang Lê được gặp hai bé thì Quang Lê rất là thương, và Quang Lê mong rằng quý vị đến cái chương trình ca nhạc như Quang Lê nói thì quý vị thấy là đặc biệt rồi, nhưng mà mình vui chơi, nhưng mà Quang Lê tin rằng mình không quên cái bổn phận là một người Phật tử. Thì quý vị có một bàn tay để cho ni sư trong những ngày sắp tới trùng tu lại mái chùa này một lần nữa. Quang Lê xin chia tay quý vị ngay đây và gặp lại quý vị vào 11 tháng 4 tại Sea Food Kingdom. Và giờ này thì quý vị có thể gọi đến các địa chỉ để lấy vé, coi như một cách quý vị ủng hộ cho chùa. Xin cảm ơn rất nhiều, và xin chị Kim Chi nói vài lời với khán giả sau cuối. Chúng tôi xin đại diện quý Phật tử của chùa A Di Đà xin chân thành cảm tạ sự theo dõi của quý khán thính giả, và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tay với ni sư viện chủ chùa A Di Đà trong công việc trùng tu ngôi chùa này. Kính thưa quý vị, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính bạch ni sư, chúng con xin mời ni sư gửi lời chào đến quý khán giả. Kính thưa quý Phật tử và đồng hương, chúng tôi nghĩ rằng ngôi chùa A Di Đà do cố hòa thượng Thích Thiên Ân và hòa thượng Thích Mạng Giác sáng lập và xây dựng, thì hôm nay trong chương trình trùng tu ngôi chùa, đây là kỷ niệm và tấm lòng của nhị vị tôn sư để lại cho tất cả chúng ta. Tấm lòng của quý vị sẽ là dòng cam lộ tịnh thủy để xây dựng ngôi chùa được khang trang và tiện nghi hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng tôi xin thành kính cảm ơn Đài Little Sài Gòn TV đã giúp cho chùa A Di Đà được phổ biến bữa thanh trai gây quỹ trùng tu chùa A Di Đà đến với quý Phật tử và đồng hương. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị trong đài luôn luôn nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường, và đài sẽ luôn luôn càng ngày càng được phát triển rộng rãi. A Di Đà Phật.